Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải luyện tập toán lớp 1. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần số 9, luyện tập chung phép cộng trong phạm vi 10. Tiết số 1, bài số 1, nấu thêm mẫu. Mẫu đồ vật dưới đây có dạng hình gì? Cái đĩa là hình trầu. Cái bức tranh này nó dạng hình chữ nhật. Cái viên gạch này nó dạng hình vuông. Cái biển báo giao thông này nó là hình tam giác. Chúng ta qua bài số 2, khoanh vào chữ đặt trước, hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi này. Đây là dấu chấm hỏi. Thì cái nguyên tắc của này thì chúng ta sẽ nhìn phía trước, chúng ta thấy cái chu kỳ của nó là thầy chọn bất kỳ hai cái hình nào cũng được. Hình tam giác tới hình tam giác là tới hình tam giác. Giữa hai hình tam giác chúng ta sẽ có hình tròn hình vuông. Giữa hai hình tam giác có hình tròn hình vuông. Vậy chúng ta thấy nè, hình tam giác tới hình tròn. Người ta hình vuông, tam giác hình tròn hình vuông, tam giác hình tròn hình vuông. Vậy cái này là nó là câu C. Câu B cũng tương tự vậy. Chúng ta sẽ chọn hai cái hình tròn. Giữa hai hình tròn là hình chữ nhật hình vuông. Hình tròn hình chữ nhật hình vuông, hình tròn tới hình chữ nhật là tới hình vuông. B. Chúng ta qua bài số 3. Nấu thêm mẫu. Nam xếp mẫu ngôi nhà dưới đây bằng nhóm hình nào? Như vậy là cái ngôi nhà này thì xếp bởi cái này được. Như vậy là cái hình chữ nhật, rồi có hình tròn chúng ta đĩa ở giữa, rồi có hình tam giác chúng ta đĩa lên cái nóc. Rồi cái hình này, đây là cái hình hình vuông, rồi có hình tam giác nhỏ nhỏ nữa ở giữa, và cái này là cái nóc đĩa lên đây này vào đây. Rồi cái hình vuông lớn rồi hình vuông nhỏ vào giữa, rồi cái nóc này để lên đây, cái này vào đây. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 4. 2 cộng 3 là bằng bao nhiêu? Như vậy là 2 là 2 cái dù màu đen cộng với lại 3 cái dù màu xanh, như vậy là bằng là 5 cái. Chúng ta chưa rành thì chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 là 5. Rồi cái này thì chúng ta sẽ có là trong này chúng ta sẽ có là hai cái loại này và hai cái loại này, được. Hai cái loại này là bằng là 2. Ta cộng với là hai cái loại này, cái mũ len này, 2 cộng 2 là bằng là 4 cái. Bài số 5. 5. 5 là bằng là 4 là cộng 1 là bằng 5. Đó. Còn lại là 4 là 4 là 1 2 3 4, 4 là cộng với 1 là 5. Ở đây là 2 ta cộng với 1 2 3. 2 cộng 3 là bằng là 5. Đó, 2 cái này. Này là 3 cái này. 1, 2, 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.